Rồi, mình tiếp tục tham quan khu chiến tích Rạch Gầm Sở Mút ha. Đây là tượng tượng Nguyễn Huệ nè. Tượng Nguyễn Huệ làm bằng đồng. Ồ, mấy cái cây ở trong khu di tích này quá lớn luôn ha. Rồi mình đi lên cái tượng đài đi. Nãy nó nói tới bây giờ khóa cửa hả ta? Khóa cửa rồi, không có vô trong được ha. Cái tàu chạy bên kia kìa. Đây nè, tượng nè, rồi phía đây nè. Có cái gì? Ha. Tượng đài chiến thắng Rạch Gầm Sở Mút ha. Ờ, Nguyễn Huệ. Xung quanh là ba chiến sĩ. Nắng quá mình không biết nó có vô chưa ha. Đây. Là bằng đồng. Ba chiến sĩ đứng trên cái bệ mô phỏng hình chiếc thuyền. Hai bên là có hai cái nòng pháo. Ở dưới nó có cửa mà sao nó không mở ra, không biết cái gì trong đó ha. Nhà vệ sinh ở đây hả? Đóng cửa không ta? Nhà Nam Bộ với ấy không ta? Tới ba cả khu cái tham quan rồi mà khóa cửa hết trơn. Ra phía sau xong xong nè, chặt bớt cây ha. Nó có làm hai bên cầu thang đi xuống để ngắm sông ha. Mấy cây này cây bằng cái móng gì đó. Xà lan chở cát hả? Cây chặt bớt là nhiều rồi đó. Cái bần ha, cái trái bần đó, đó. Di tích lịch sử Rạch Gầm Sở Mút rồi. Di tích gì mà họ đã coi cây sake đó. Trái kìa. Quá trời trái. Nắng quá mấy cây nó chết hết. Không có để cái băng đá nào ở đây ngồi. Khúc này nó mát ghê gớm luôn. Để túc ở trong mà. Nguyên khu này nè.
không có để. Đây. Hết rồi hả ta? Hai hàng vậy thôi hả ta? Máy này đâu có mở cửa đâu, vô coi. Tượng cao chót vót hay thôi hả? Ghe tàu chạy qua lại ha. Nhà trưng bày hình như đã khóa rồi. Vậy vậy có gì đâu rồi bán vé. Vô được có cái nhà Nam Bộ với tượng ông Nguyễn Huệ. Rồi mấy cái kia, mấy cái nhà này phá cửa bích dịch hết trơn. Có coi được gì đâu. Cái kênh nó nói cái tượng đó làm bằng đồng nặng 20 tấn đó, cao 8 mét, trong cái tư thế đang cầm gươm ha. Binh sĩ thì dương cung, dân bản địa thì đang chèo thuyền đó. Ở phía dưới là hình của người dân đang chèo thuyền. Thì nó nói như thế này nè. Kiếm chỗ ngồi à. Anh nói là năm 1784 nhận sự cầu viện từ Nguyễn Ánh, vua Sim đã nhanh chóng cử Chiêu Tăng và Chiêu Xương đem 5 vạn quân sang xâm lược Đại Việt bằng cả hai ngõ thủy và bộ. Được tin quân Sim hoành hành, tháng 1 năm 1785, Nguyễn Huệ đã kéo quân vào Nam, đóng tại Mỹ Tho, Đại Phố, chọn đoạn sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Múc, dài khoảng 7 km, rộng từ 1 tới 2 km. Nơi giữa sông có cù lao Thới Sơn với cây cối rậm rạp, rất thuận tiện cho việc giấu quân và mai phục để làm điểm quyết chiến. Đêm 19 rạng 20 tháng 1 năm 1785, mùng 9 mùng 10 tháng 12 năm Giáp Thìn, lợi dụng thủy triều trôi theo dòng sông, Chiêu Tăng đã chủ động tấn công Mỹ Tho, Đại Phố với ý đồ phá vỡ đội thuyền của quân Tây Sơn. Tương kế tụ kế, quân Tây Sơn đã giả thua, rút chạy để nhử địch lọt vào trận địa mai phục Rạch Gầm Xoài Múc. Khi pháo lệnh của quân Tây Sơn nổ vang, cũng là lúc Nguyễn Huệ đã cho khóa chặt ở đầu và đuôi. Pháo hỏa nổ ở hai bờ đã nã đạn tới tấp. Cùng lúc đó, đội thuyền Cảm Tử Quân chở đầy rơm cùng những vật liệu dễ cháy đã đâm thẳng vào thuyền giặc. Bị đánh bất ngờ, toàn bộ thuyền chuyến lớn nhất trong lịch sử của xứ Đàn Trong và là trận thủy chiến lớn nhất trong năm thế kỷ của dân tộc ta, sau chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đã toàn thắng. Vị trí thuận lợi cho ta đến tham quan. Rồi khu di tích thì hai hang.
coi nhà cổ. Có hai nhà trưng bày nữa đó, nhưng mà hai cái nhà trưng bày đóng cửa hết trơn rồi. Đấy, một cái nhà trưng bày bên đây, một cái nhà trưng bày phía dưới cái tượng đó. Rồi cho nên mình đâu có thấy được gì đâu. Rồi ha, để hỏi chị kia thử coi sao không có mở cửa được cái nhà trưng bày cho mình xem không. Rồi thôi, kết thúc video về tượng ở đây đi ha.